Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2017, thứ sáu tuần thứ năm mùa phục sinh, thích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngày và sa đi Antiochia với Phaolô và bạc Naba Đó là Juda gọi là Bathsheba và Sila những vị có uy thế giữa anh em các ngài nhờ ta heo ông chuyển bức thư viết như sau anh em tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở antiochia syria và cilicia chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến chúng tôi không ủy quyền cho họ vì thế chúng tôi họp lại đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Bartimae và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu chúa chúng tôi. Và chúng tôi đã sai Judas và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh thần và chúng tôi xác rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác. Ngoài mấy điều cần kiếp này là Anh em hãy kiên đồ cúng thần Huyết, thịt thú, chết ngạc và dân dâm Giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải Chúc anh em vạn an Các ngài giả từ và đi xuống Antiochia Triệu tập dân chúng lại và trao cho họ bức thư Đọc thư xong, họ vui mừng vì được an ủi đó là lời chúa ta ơn chúa lạy chúa con sẽ ngợi khen chúa vừa chư dân lòng con bền vững lạy chúa lòng con bền vững con sẽ hát xương con sẽ đàn ca hay thức dậy linh hồn tôi ơi hay thức dậy hơi đàn xét sắc với đàn cầm tôi sẽ làm cho bình minh thức giấc lạy chúa con sẽ ngợi khen chúa vừa chư dân lạy chúa con sẽ ngợi khen chúa vừa chư dân con sẽ hát mừng ngài trong các nước vì đức từ bi chúa cao tới coi trời và lòng trung tín ngài chạm ngàn mây lạy chúa xin ngài hiện ra cao ca trên trời xin tạ vinh quang ngài trên toàn cõi đất. Lầy chúa con sẽ ngợi khen chúa vừa chư dân Alleluia, Alleluia. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy. Nếu các con thi hành những điều Thầy truyền, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì thầy đã nghe biết nơi cha thầy thì thầy đã cho các con biết không phải các con đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại để những gì các con xin cha nhân danh thầy người sẽ ban cho các con thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau đó là lời chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa sứ điệp mầu nhiệm tử nạn và phục sinh là đỉnh cao chói sáng của tình yêu chúa giêsu trao ban cho nhân loại nay chúa mời gọi ta suy ngẫm hãy cảm nghiệm tình yêu cao cả đó để hợp nhất yêu thương nhau cầu nguyện là chúa Giêsu con thuộc lòng mời điều răng con hiểu rằng mến chúa yêu người là điều cốt lõi nhưng trong thực tế đời thường con lại đối xử với nhau không theo tiêu chuẩn tình yêu lòng con đầy ích kỷ tham vọng và được gia đại cách khéo léo gia đình con chưa thực sự hiệp nhất trong tình yêu chúa bầu khí gia đình chưa thực sự trên thuận dưới hòa con cái chưa thảo hiếu và chồng chưa thương yêu nhau. Xin ánh sáng của Chúa Phục sinh chiếu dọi vào tâm hồn con. Xin Chúa sự ấm và biến đổi tâm hồn con. Xin làm cho tình yêu đích thực. Ngự trị và tỏa sáng trong con. Xin cho con biết cảm thông, biết chia sẻ, biết đón nhận nhau, biết cho đi. Nhất là xin cho con biết hy sinh đến độ quên mình như Chúa. Nhờ đó ánh sáng vinh quang của màu nhiệm Phục sinh sẽ tỏa chiếu rạng ngời trong con xin cho con biết sống màu nhiệm tử nạn và phục sinh trong từng suy nghĩ trong từng lời nói trong cách sống để con chết đi cho hận thù ích kỷ vụ lợi và xin cho ánh sáng vinh quang phục sinh chiếu tỏa qua nụ cười cảm thông qua ánh mắt đón nhận nhau qua sự phục vụ quen mình xin cho con ý thức rằng Yêu thương anh em bằng tình yêu Chúa là con đang hòa điệu với nhịp đập của trái tim Chúa và là dấu chứng cho mọi người nhận ra Chúa là tình yêu. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Tôi chích thay cho thầy tôi. Một tu sĩ hồi giáo nọ quy tụ được 60 môn sinh. Sau một thời gian giáo huấn họ, ông quyết định như sau: Ta thấy đã đến lúc phải làm một cuộc hành trình mới. Ta không biết những gì sẽ xảy ra cho thầy trò chúng ta. Các ngươi hãy tuân giữ các điều ta đã truyền dạy cho các ngươi. Hãy nhớ điều này, trong bất cứ lúc nào, hãy ta giơ tay lên trời thì các ngươi hãy hô lớn, "Tôi chết thay cho thầy tôi." Đám môn sinh nhận thấy không thể chấp nhận được một đề nghị xem ra điên rồ như thế, cho nên 59 người đã bỏ cuộc trở về với nếp sống cũ của họ. Chỉ có một người chấp nhận điều kiện và quyết tâm đi theo thầy mình cho đến cùng hai thầy trò lên đường mà không biết đi về đâu họ đi mãi cho đến một thành phố do một bạo chúa cai trị không bao lâu thì họ vào thành phố ông bạo chúa đã ra lệnh cho các binh lính như sau các ngươi hãy bắt lấy tên du thủ du thực đầu tiên và điệu đến đây cho ta ta muốn treo cổ hắn để làm một bài học cho bọn vô lại trong thành phố này thế là bọn lính đã đến bắt người đệ tử của vị tu sĩ và điệu đến trước mặt bảo chúa giữa lúc cuộc hành quyết sắp bắt đầu thì vị tu sĩ mới xuất hiện giữa đám đông và hô lớn thưa quan lớn xin hãy giết tôi vì chính tôi là người đã dụ dỗ thanh niên này bỏ nhà ra đi để sống kiếp sống lang thang như tôi nói xong ông giơ tay lên trời vừa thấy cử chỉ của vị thầy người thanh niên mới gào lên thưa quan lớn tôi muốn chết thay cho thầy tôi quan bảo chúa nghe thế mới hỏi các viên cố vấn của mình họ là ai mà sẵn sàng chết thay cho nhau quan bảo chúa mới cho điều về tu sĩ đến trước mặt và yêu cầu giải thích cho cặn kẽ về mối tương quan giữa thầy trò vậy tu sĩ hồi giáo mới bình tĩnh phát biểu như sau thưa quan lớn chúng tôi có nghe nói rằng Bất cứ ai được giết trong thành phố này đều được phúc trường sinh bất tử. Dĩ nhiên, nghe biết thế, cho nên thầy trò chúng tôi mới hâm hở đến đây để được chết như thế nghe thế quan bảo chúa mới mỉm cười rồi ra lệnh trả tự do cho họ người môn sinh chợt hiểu rằng ai hy sinh mạng sống mình thì sẽ tìm lại được nó cái chết của đức kitô trên thập giá đều là vô nghĩa nếu cái chết đó không phải là cái chết cho mọi người thập giá của đức kitô sẽ chỉ là một ô nhục nếu thập giá đó không là biểu trưng của tình yêu, sự hy sinh, bước theo Đức Kitô trong cuộc tử nạn, bác lấy thập giá và đi theo ngài không là một việc làm nhiệm ý và tùy hứng, nhưng là đòi hỏi thiết yếu của ơn gọi Kitô. Con đường của Đức Kitô chính là con đường của tình yêu, của hy sinh, hiến thân cho người khác. Bài trích sách Lẽ sống.